chào tất cả mọi người nha, mình là Hải Ca nè. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đòn đây. Ngày hôm nay mẹ mình lại tới công chuyện với hai anh em tụi mình nữa rồi mọi người ơi. Thì hôm nay mình không có trên ma, không có võ gì hết trơn mọi người. Hôm nay mình chuyện mình phá đồ của mẹ mình đi, chứ bữa giờ mình tròn không à. Ngày hôm nay làm cái video này như thế nào mọi người cứ xem tiếp nha. Đây, đây là chiếc siêu xe của mẹ mình dùng để mà đi chợ. Đó, thì hôm nay mình mới nghĩ ra được một cái ý tưởng là hai anh em mình sẽ giúp mẹ sửa xe. Đó, xe mẹ mình đi cũng lâu lắm rồi, cho nên là ngày hôm nay hai anh em mình sẽ sửa xe giúp mẹ mình nhau mọi người. Coi hư chỗ nào sửa chỗ đó nha. Đây là cái hộp đồ nghề của ba mình nha mọi người. Đó, dở ra. Đó, thấy không? Đầy đủ dụng cụ luôn. Đó, bây giờ cái bánh xe của mẹ mình chắc cũng hư rồi mọi người. Mình sẽ sửa cho mẹ mình nha. Để mẹ mình có xe chở mọi người. Không vừa. Quá trời luôn. Quá trời đồ nghề luôn. Đó. Đồ nghề của ba mình nè. Để coi coi. Đó, nhận cái đó coi vừa không? Thấy vừa không? Đó, vô đó, vô đó. Vô. Thì mình sửa xe nha mọi người, chứ không phải mình phá nha. Mọi người cứ bảo mình chọc mẹ mình hoài, mình sửa xe mà. Dám đụng cái siêu xe của mẹ Hương chuyến này nữa, tới nữa rồi. Xe này nó cũ quá mọi người, nó hư rồi. Mày bị đen à? Để anh tháo bánh xào này. Ủa, cái này dặn sao không dặn ra ta? Trời ơi. Nó quay rồi. Bà, cái này là mình phải có cái đồ dặn. Nè. Sắp ra hả? Đồ chơi vậy. Ý. Coi, còn hơi gì nữa không ta? Hư cái bánh xào kìa, hư bánh xào à. Cái yên tre nè. Yên nè mọi người. Cái yên này lùng quá mẹ mình chạy không được, phải yên cao lên. Yên cao lên này. Rồi. Mẹ mình có cái xe đạp à. Đó, mẹ mình không biết ở đây mọi người có giống mẹ không nha. Mẹ mình không biết chạy xe máy. Rồi xong luôn. Xe để tí mẹ em chạy chứ anh tháo rồi hết rồi mẹ em chạy gì. Thôi còn nhìn không ta? Cái này. Thôi luôn cái bánh đi. Thôi cái bánh này. Cái bánh này mọi người biết sao không? Cái bánh này cũ lắm rồi, nó bị mòn xích rồi. Mình tháo ra mình sửa xích cho mẹ mình luôn. Sao trời. Luôn sửa xích luôn. Có nào mình tháo cái này ra xong anh đâu. Cái mình không biết đường ngắn này không? Cái đó là tới công chuyện luôn á. Coi chừng có thiệt á. Cái đó là ra đường ngõ luôn á. Cứng dữ vậy. Đây ra. Cố vô. Dặn con ốc cũng dặn xong luôn. Ủa mà cái này dặn ra dặn vô rồi trời. Không. Mình kỹ sư chuyên sửa máy bay không à. Ủa trời ơi. Chọn cái xe đạp mà không biết sửa. Ủa mình sẽ cứng như vậy. Bình dặn xuống, bình dặn lên coi. Để dặn thử nè. Yeah.
màu đó. Tiếng dữ hả? Trời ơi sao ta? Đúng là nhúng nó thử coi. Rõ rõ nó chút đi. Đâu đâu? Cái này là dàn ra là cho ta. Đây, anh đúc vô đây, đúc vô đây. Đấy kìa, đấy kìa, đấy kìa. Đã. Ủa, sao nãy giờ mình ngu dữ ta. Nãy giờ mình ngu dữ trời. Ờ, ha. Nãy giờ ngu thiệt thôi. Cái đèn cái xe khác. Nãy giờ ngu thiệt luôn á. Thời đúng rồi, người ta gỡ vậy nè. Đúng hai thằng ngán. Ok, xong rồi mọi người. Nãy giờ thì sau một hồi thì mình với anh Đoàn sửa xong cái xe đạp cho mẹ rồi. Đó. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ giả bộ mình gắn vô để một tí mẹ mình đi chợ nha mọi người. Gắn gắn vô Đoàn ơi. Bây giờ mình lật xe lại nha mọi người. Mọi người chờ mình một tí xíu nha. Trời ơi, cái gì mà cục cục hết trơn vậy? Đó, mọi người thấy không? Đó, mẹ một hình là đủ rồi, đủ rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ... Vô, 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 Đồng ơi. Hôm nay cho mẹ mình tới chuyện nha mọi người. Ok mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đặt cái camera đây nha. Bây giờ mình chỉ cần đợi mẹ mình ra đi chợ nên là lụm mình xịt nha mọi người. Tí nữa, bây giờ mình sẽ đi núp trước nha mọi người. Để mẹ mình biết mình đây là biết mình cho nè. A few moments later. Nè, uống nước không con? Uống nước nè.
xe không chạy đi, tự nhiên tiện nên tự nhiên thôi dẫn lên là để cái vỏ lên cái lòng nó bung mẹ rồi. Trời coi nãy con ra đây con thấy nó bình thường mà, dựng cái này á xe không chờ hôm qua đi chợ bình thường mà, qua đi chợ bình thường mà, đi chợ bình thường có gì đâu mà sao mới vậy. Nãy ra rồi thấy nó cũng còn dựng xe đây bình thường hả? À, có gì đâu. Gì vậy? Mày phá tao chứ gì? Phá gì trời, nãy giờ trong nhà mà. Trời ơi. Vì sao vậy? Mày không có xe đi là không có đối với bà hết luôn hả? Nghe chạy đi. Làm gì? Mày em đi mà nói ra hết trơn hả? Nghe đây nghe cho chạy nè. Ai có bày không? Không có à Nga. Không nói biết gì đâu. Gì đổ thừa hoài à? Cái gì hư à? Đổ thừa con à? Nga thì mày nghĩ gì còn chứ không có thằng nào. Nghe đây, nghe đây. Con không biết gì đâu, con ra đã thấy nó còn yêu mà. Rồi bây giờ rắn nó không vô luôn rồi nè. Mẹ em hướng chỗ nào rồi? Rồi, rắn bánh xe vô nè. Hồi sáng là tao đi làm bánh là tao đi còn được nè. Đi ra cầu cái tét á. Bây giờ trưa tao về tao nằm trước rồi giờ tao cạp. Chưa bánh vô, bánh vô đâu. Ai biết nãy giờ ở nhà ghi rồi. Ngài rắn vô cho chạy hả? Trời đất cơ. Rồi. Ai thiệt cơ. Đúng mày với anh Đoàn á. Con đâu biết gì đâu, con mới trong nhà sáng trời. Thôi khỏi nhắn cái gì đi, bỏ yên luôn đi. Nè, đó bây giờ nè, mẹ lên lên nè. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Cái gì vậy trời? Mẹ hay mày sửa xe lại cho tao, tao có gì đâu. Biết gì đâu. Là cái xe con nằm nè. Xe là... không có làm. Mẹ đừng có sửa. Đừng có sửa mẹ. Mẹ chửi tao một số. Tao bị chửi rồi mày còn sửa nữa. Tao bị chửi rồi mày còn sửa nữa. Ai giờ là tao đi đánh là tao đi còn được. Chẳng giờ mày thấy sao kỳ vậy, bung mất xe tao. Sáng mày đây thì mày ở xe đâu? Đậu đây chứ đâu, 3 giờ tao đi là tới 7 giờ tao về đồ ăn rồi. Rửa rồi giờ tới 10 giờ rửa tao về. Đi lên trên kia đậu rồi ông bảo vệ ông tháo ra giùm mẹ vậy chứ xe hư sửa giùm gì. Không có chiếc xe đạp này là một cái giò luôn. Có đi được đâu. Một cái giò gắn người mẹ mà cũng có giò. Thôi đó coi chiếc xe. Nè, chạy đỡ đi đó. Hồi nãy là ra thấy xe dựng đây ngon lành lắm mà đâu có gì đâu. Tự nhiên mày chở lên cái gì nước bùng luôn vậy? Giờ không có xe đi nè. Hai ông nào phá cái đuôi. Trời quá trời ơi. Sao cứ mỗi lần ở nhà có chuyện gì là đổ thừa con nè. Có mày chứ còn nào dám phá cái bà. Trời ơi, cái xe của cô mà sao con dám đụng vô. Xe là ngày đi chợ mà. Đúng rồi. Có xe hư rồi, con mua xe mới cho chạy nè. Xe lấy xe máy đi. Sao có biết chạy không ra đâu mà lấy xe máy. Phụ anh nhắn vô cái hải. Trời ơi, gắn vô cho mẹ đi chợ đi. Rồi gắn vô chạy đỡ đi. Chạy nó xúc cái bánh chỗ nào thì gắn vô chỗ đó chạy tiếp. Đó, coi, nhảy cổ thì chơi. Không nhảy được. Mẹ nào, lên rồi bây giờ đúng không? Vậy nào. Đó, mẹ chạy nè. Chạy, đó, lỡ xúc lên cái. Ôi, đó, rồi đẩy xe xuống vậy. Xong rồi cái mẹ đi lụm cái bánh xe, cái mẹ gắn vô chạy tiếp. Giờ vậy nè. Từ từ cũng xúc tới chợ à. Hay quá, hay quá, hay quá. Tới 5 rưỡi không biết còn cái mạng đi về không. Giờ vậy con với Hải gắn vô thôi rồi cô khỏi chạy. Cô dắt đi thôi khỏi chạy. Vậy thì nghe con nữa, con mũi nhỏ này nó muốn tao chết. Thì cô dắt chết cái gì. Đi chị ơi, dắt cao là vợ, rồi không dắt gì hả. Trời ơi, sao mà gắn đây đi vậy chứ. Dạ. Báo bà luôn đi, gắn cái gì nữa, gắn giờ mày gắn cái gì nữa. Đó, tôi nói mày rồi, bây giờ mẹ chạy đi. Rồi hả, xúc cái bánh chỗ nào, xúc cái bánh nào, ở chỗ nào á thì mình lượm lên. Cái mình gắn vô lại, mình đi tiếp. Hay quá, thôi mày đi, tao khổ đi. Mày tao dẹp đồ, tao không đi đâu hết luôn. Xe về biển tao đi. Thì đi xe máy đi ở đây kìa. Tao xe đạp ra, không có biết chạy ông nội. Thì tao chạy, lên giống như thế này nè. Mà chạy nó không có bị xúc bánh. Đi lát thì không còn cái găng ăn cơm luôn. Để anh sửa nha. Để cho cô đi chợ chứ, mày đứng mày nói hoài. Trời đất ơi. Để anh Đòn phá nè mẹ. Cái gì? Mày như anh Đòn á. Trời ơi, con lúc. Chắc là anh Đòn à. Con không biết. Mẹ, sao mẹ?
thằng sủa hoài. Nghe hư rồi mày còn sủa nữa. Cái này con biết chưa, nãy mày thấy cái xe này đây mà. Mày giả đồ mày ra mày phá sao phải không? Xe nãy để đây nè, đâu có biết gì đâu. Đừng có nghe lời nó, cũng mới ra đây rồi tôi nghe lời nó nữa là quán con nữa à. Đi chợ mẹ phá. Chọi cái mẹ, đúng là quýnh. Hồi nãy là con cản rồi mà anh cố ý phá lên. Con không có làm. Con có làm, con có biết gì đâu. Trời ơi. Thì bung mà chạy vô bung đỡ đi. Đi không còn cái răng ăn cơm. Bây giờ cô dắt thôi, cô đừng có chạy. Cô dắt thôi, bây giờ hai cô dắt đi. Cô nói à, hồi nãy là con chạy. Hồi nãy nói em rồi, đừng có tháo ra mà cũng tháo xe. Cái gì nữa? Tự nhiên nó phá, nó kêu con tháo á, con biết gì đâu. Nè nè, cô nói nghe nha. Một tiếng mày lấy xe đi chạy, đảm bảo là không chết. Cái nào? Đây đây, ông nhận cho cô đây. Trời, cái đó nguy hiểm vô. Chạy à, té không chết. Nè, cô để vậy nè. Chưa. Cái này là có cái kiến sập xuống bảo vệ con mắt của mẹ nữa đó. Nè, rồi cô cứ vỏ, cô treo đây rồi xong. Cô cứ đẩy vậy là cô đẩy đi ra chợ thôi. Ok mọi người nha.
Bây giờ thì mình xin kết thúc video đây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ gắn lại chiếc xe cho mẹ mình đi chạy nha, chị đi tưới. Chắc gắn được không vậy trời? Không thì mình lấy xe mình chở xuống tiệm gắn chứ ai biết đâu. Thôi chở xuống tiệm gắn cho chắc đi. Ok mọi người, bây giờ mình xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo của mình nha. Bye bye. Chào mọi người.